Vâng, xin mời anh chào quý anh em. Trên màn hình anh em đang xem đây là một chiếc Zippo cá chép anh em nhé, chủ đề cá chép. Và như anh em biết thì cái chủ đề cá chép là một trong những cái chủ đề mà rất là nổi tiếng trên những cái Zippo anh em nhé. Và đặc biệt là cái thị trường châu Á là nó thường ưu ái cho cái sản phẩm này. Thì như anh em biết là cái thị trường châu Á là một trong những thị trường mà tiêu thụ Zippo rất là nhiều anh em nhé. Đặc biệt trong đấy có thị trường Trung Quốc, thị trường Nhật Bản và thị trường Việt Nam anh em nhé. Đây là những cái thị trường lớn của công ty Zippo đây anh em ạ. Đấy, thì nếu như anh em muốn chơi về các cái chủ đề cá mắm như thế này này thì anh em có thể lên Google nhé, gõ chữ zipman.vn và vào cái ô tìm kiếm của shop mình, anh em gõ từ cá chép đấy. Đấy thì shop mình có kính thưa các loại cá luôn anh em nhé, đấy, anh em tha hồ lựa chọn. Đấy, thì hộp sản phẩm là như thế này anh em nhé, hộp nó là hộp màu đen và cây Zippo hôm nay đây, anh em nhìn thấy nhá, rất là đẹp. Và cái sản phẩm này thì được đựng trong cái hộp đen. Hộp đen này thì mình quay cũng rất là nhiều rồi. Đấy. Đi đến với cái sản phẩm chi tiết này anh em nhé, thì như anh em nhìn thấy là nó có màu vàng. Đấy, còn hình con cá thì có màu trắng anh em nhé. Còn cách thức làm ra cái sản phẩm này thì chút nữa mình sẽ nói rất là kỹ cho anh em. Đấy. Mặt sau nó đây anh em nhé, các cạnh nữa đây. Đấy. Về cái chất liệu sản phẩm này này, nó bằng đồng anh em nhé. Bằng đồng thì anh em dùng là sau một thời gian nó ngã sang màu vàng đậm hơn một chút nữa, anh em dùng cũng rất là đẹp. Cái màu đó là rất là đẹp luôn. Thì cái sản phẩm này ban đầu ấy là nó có màu trắng này, màu trắng bóng luôn, tức là nó làm như một cái armor trắng bóng đấy anh em nhé. Xong rồi nó lấy từ cái armor trắng bóng đấy và nó khắc đấy, nó khắc ra cái chủ đề con cá chép như thế này đấy. Và để tiện cho anh em theo dõi thì mình cũng phải đánh dấu cái mã số trên đây này. Anh em nào muốn lấy cái này thì đọc đúng cái mã số này cho mình nhé, ZA39. Và cái cây này thì họ lấy để họ khắc khắc xong rồi cái con cá này này là nó khắc nổi anh em nha, anh em nhìn nè đấy, khắc nổi con cá này. Thì như trong những cái chủ đề khắc ấy, thì khắc nổi luôn là một cái chủ đề mà nó khó anh em nhé, nó làm rất là lâu, khó, phức tạp và giá thành nó sẽ cao hơn so với khắc chìm anh em nhé. Đấy, nó là như thế. Đấy, con cá này thì nó có màu trắng, màu trắng này là của Chrome anh em nhé. Nếu như một số anh em không biết thì cứ nghĩ là con cá này nó khắc lên màu trắng. Đấy, tuy nhiên đấy là ban đầu cả Zippo này là màu trắng, xong rồi nó khắc cái chống màu vàng này là nó khắc anh em nhé, chống màu vàng nó khắc chìm sâu xuống đấy, làm cho cái chống màu trắng này nó nổi lên thành hình con cá anh em nhé. Họa tiết rất là tinh xảo như như thế này luôn. Đấy. Cái này thì phần thân và phần nắp kín anh em nhé, nên mà anh em dùng thì cũng tầm khoảng một tuần lấy luôn đấy. Nếu cầm xăng đấy thì độ đấy. Về mặt sau nó cũng có chủ đề anh em nhé, thì mình sẽ quay sau cho anh em. Đấy, chút nữa mình sẽ bóc tem. Về cái phần bản lề thì có 5 chấu anh em nhé, bản lề 5 chấu tròn đều và kín. Đấy, như thế. Cạnh bên này thì trơn bóng màu vàng. Về cái mộc đáy sản phẩm anh em nhé, mộc đáy sản phẩm thì được sản xuất vào năm 22. Đấy, cái này cái armor thì nó có khiên vào chữ A đây. Nó như thế anh em nhé. Sản phẩm này thì shop mình sẽ ship siêu đi, tức là hàng đến nơi thì anh em cũng sẽ được kiểm tra hàng. Đấy, anh em cũng sẽ được bóc tem ra giống như mình như thế này này. Sau anh em kiểm tra đúng hàng như trong clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau. Đấy, nên là anh em rất là an toàn nha, yên tâm. Đấy, trên mặt sau thì có ba con cá chép. Đấy, ba con cá chép đang quây quần trong cái ao đây, cái ao sen. Đấy, những cái lá sen, bông sen như thế này đây. Cái này thì mặt sau cũng khắc tương tự như mặt trước anh em nhé. Nó cái màu vàng thì nó khắc chìm xuống làm cho cái màu trắng thì nó nổi lên. Đấy, màu trắng là của Chrome. Đấy, nó như thế anh em nhé. Còn về âm thanh sản phẩm thì mình cũng sẽ test luôn cho anh em nghe. Đấy, âm thanh đấy anh em nhé. Còn về bánh xe thì đây rất là bén. Đấy, còn quẹt này, khi mà anh em quẹt ấy, thì anh em quẹt dứt khoát lên cho mình nhé, thì âm thanh nó sẽ hay. Tuy nhiên về cái âm thanh thì mình sẽ không hứa được với khách là nó hay ho như thế nào anh em nhé, nó mình chỉ hứa là nó xem trong video thôi, tại vì là như mình hay nói ấy, cái âm thanh thì nó rất là trừu tượng đấy, nó không có một cái đánh giá cụ thể nào cả. Ví dụ anh em hỏi cái kích thước hoặc là cái cân nặng của sản phẩm thì mình cân đo đong đếm thì mình còn biết được, chứ còn cái âm thanh thì nó rất là trừu tượng đấy, nó kêu to cũng chưa chắc đó là hay anh em nhé. Cứng cáp, cứng cáp anh em nhé, bản lề thì chắc chắn. Đấy, nó như thế.
Ruột sản phẩm này thì được làm từ thép chuyên dụng không gỉ anh em nhé. Ruột và vỏ sản xuất trùng năm 22, còn chữ cái thì thường lệch nhau mấy tháng, không quan trọng. Ruột màu trắng, có cổ đá cao bằng đồng và bánh xe cát xéo. Mặt sau của ruột đây, châm xăng thì anh em châm vào đây. Cái lưỡi gà thì rất là cứng cáp này. Cái lưỡi gà này anh em dùng thì sau này thì có vấn đề gì gãy góc thì alo cho shop, shop mình sẽ xử lý thay mặt miễn phí cho anh em nhé, không mất tiền và không giới hạn số lần thay anh em nhé, nên là anh em rất là yên tâm. Trên thị trường thì hiện tại mình thấy là cũng khá nhiều nơi bán giúp perfect anh em nhé, nên mình cũng khá quan ngại như thế. Bán nhiều nơi bán giúp perfect thì có thể làm ảnh hưởng đến những cái người mà bán giúp xịn anh em nhé. Đấy, một số anh em là không có kiến thức nhiều về Zippo ấy, nhưng mà cứ ham rẻ thôi, cứ đè rẻ mua, cái nào shop nào bán rẻ nhất thì mua. Nghe người ta nói bảo là bên em bán hàng xịn ấy, hàng xách tay của em đây, em sale cho anh bình thường là em bán là 1.200.000 ấy, bây giờ em sale cho anh còn có 250.000 thôi, anh mua đi, không mua đi là anh hối hận. Xong lại mua thì về biết là hàng fake. Đấy, thấy hàng fake xong rồi khiếp, là lần sau là không dám mua hàng online nữa, là báo là quy luôn là những ông nào bán hàng online là toàn lừa đảo. Đấy, như thế là không đúng anh em nhé, tại vì là mình không có kiến thức về sản phẩm, xong rồi mình ham rẻ nữa thì mình cứ xác định anh em nhé. Đấy, nên mình nói cho anh em biết như thế. Còn nếu anh em mà muốn chơi hàng xịn thì anh em phải nghiên cứu một chút cách phân biệt thật giá, thì anh em cứ lên Google anh em tìm nhé, cách phân biệt Zippo thật giá thì anh em sẽ biết. Và thứ hai là anh em phải tìm cái shop nào mà uy tín và an tâm thì anh em mua nhé. Ok, anh em xem video cho shop Zipman xin một đăng ký kênh và một like nhé. Cần thêm thông tin gì thì cứ lên Google và chị Zipman nhé. À, cái giá sản phẩm này thì là 1.350.000 đồng anh em nhé. 1.350.000 đồng. Vâng, kính chào tạm biệt.